Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Toàn Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì hôm nay Toàn sẽ mang tới cho tất cả các anh chị và các bạn một dòng xe 7 chỗ phải nói là cực kỳ hot của bên Toàn luôn các anh chị ha. Về xe nào là nhận cọc cực kỳ nhanh chóng xe đó luôn. Nên nếu mà các anh chị nào mình ưng thì nhanh tay chốt sớm nha. Thì bên cạnh Toàn đây là Mitsubishi Xpander số tự động đời 2021 đăng ký lần đầu tới tận tháng 6 của năm 2022 và một chủ sử dụng từ đầu tới nay mới lướt nhẹ có 10.000 km thôi các anh chị nè. Bên tiền thì đang bán em này với giá là 549 triệu các anh chị ha. Xpander thì hiện tại tiền còn thêm một chiếc số tự động đời 2023 màu trắng nữa. Xe đó thì đi khoảng hình như mới mười mấy ngàn thôi, cũng 17 ngàn thôi các anh chị. Với giá là 568 triệu. Nếu mà các anh chị có quan tâm tới chiếc xe đó thì liên hệ tiền thì sẽ gửi hình ảnh chi tiết cũng như là video chi tiết cho các anh chị nhà mình xem nhé. Rồi bây giờ tiền mời mọi người cùng tiền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nhé. Em này thì màu nâu các anh chị ha, nước sơn còn rất đẹp luôn, liền lạc đồng màu từ trước ra sau, không trầy xước móp méo. Xe mới về hoàn toàn là chưa vệ sinh gì hết, là tiền lên video cho các anh chị nhà mình xem luôn. Vì cái dòng này hot quá nên khi có xe về là tiền tranh thủ tiền lên video sớm cho các anh chị nhà mình xem. Nếu ưng thì nhanh tay liên hệ tiền sớm để đặt cọc các anh chị ha. Rồi em này biển Sài Gòn luôn các anh chị, tiết kiệm cho các anh chị nhà mình là 20 triệu tiền biển số khi sang tên ở Sài Gòn nhé. Đi cận hơn phần nước sơn giúp Tuyền nè. Xpander thì phải nói là bên Tuyền về rất nhiều rồi các anh chị. Đó, không có còn xa lạ với các anh chị nữa đâu ha. Một dòng xe 7 chỗ nhập khẩu Indo nguyên chiếc nè, giá mềm. Đó, rồi Mica đèn nè, còn rất trong, rất đẹp, mối nối cản rất khích luôn các anh chị. Xe lướt là phải như thế này ha. Lớp độ gây gió còn khá sâu và mâm không trầy xước nha. Lớp nè, những cái gai li ti là vẫn còn luôn các anh chị. Quay xong video này thì sẽ cho vệ sinh sạch đẹp ha. Rồi đăng kiểm thì còn tới tháng 12 của năm 2024 các anh chị. Đã dán phim rồi, tay nắm cửa mạ rơm có, nút mở cửa mộc chạm luôn nha. Bên hông xe không trầy xước móp méo các anh chị. Tất cả xe bên Tuyền khi bán ra thì luôn cam kết với các anh chị xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số, không bao test hãng nữa. Nên là các anh chị nhà mình yên tâm, mica đèn phía sau còn rất trong, rất đẹp các anh chị ha. Đã có cam lùi cho mình rồi nè các anh chị. Gầm bể sáng đẹp không vấn đề gì hết nha. Em này thì chưa có cảm biến lùi các anh chị ha. Biển Sài Gòn luôn. Đó, rồi cớp cũng tương đối thôi các anh chị nha. Ở bệ tùy tai học để ly, không bị trầy xước gì hết, còn mới ken. Mở cái cớp ra thôi là nghe có mùi xe mới luôn á các anh chị. Như những chiếc Xpander khác thì sẽ có ba cái ngăn để đồ ở đây các anh chị ha. Đó, đồ nghề thì được đặt bên này nè. Con đội tay quay đồ nghề thì còn đầy đủ các anh chị nha. Em này đời cao còn hỗ trợ trả góp lên tới 70%. Các anh chị nhà mình cần tư vấn chi tiết hơn về thủ tục trả góp thì alo tiền ha. Máy em này 1.5 mức tiêu hao nhiên liệu trung bình thì tầm khoảng 6 cho tới 7 lít thôi các anh chị nè. Ghế da nguyên zin tông màu đen, chất da còn cực căng, cực đẹp luôn. Sàn thì sàn Simili các anh chị, trần nguyên bản các anh chị nha. Đã có cân bằng điện tử nè. Vô lăng ở đây là vô lăng bọc da, anh chủ còn bọc cho mình thêm một cái bao da tay lái nữa. Có tích hợp những cái phím bấm trên này như là đàm thoại rảnh tay, set cruise control nè. Logo cực đẹp luôn các anh chị ha. Xe mình đi chuẩn là 10.569 km các anh chị nha. Xe này là full lịch sử hãng luôn. Hẹn mình là 15.000 thì tới bảo dưỡng một lần nữa nha. Xe này các anh chị mua về đi khoảng 5.000 mới bảo dưỡng nữa nha. Mới vừa bảo dưỡng xong ha. Táp lô là các anh chị mới ken, không một vết trầy xước luôn. Camera hành trình anh chủ nhà mình lắp thêm nè. Ở đây thì còn lên cho mình thêm một cái màn hình của Cuva khá là xịn sò nữa các anh chị ha. Ở đây đó, chưa tháo siêu luôn các anh chị nè. Rồi dàn lạnh nha, những cổng sạc 12V, cổng USB nè các anh chị. Đó, anh chủ rất là kỹ ha. Đây chìa khóa của Xpander nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần động cơ ha. Đây, ni lông là vẫn còn nè các anh chị. Chưa có tháo mấy cái phần ni lông nó đi luôn á. Rồi, các anh chị nào mà bữa giờ đang cần tiền mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ giá mềm mềm để vừa có thể đi gia đình, vừa có thể kinh doanh chạy dịch vụ được, tiết kiệm nhiên liệu thì lấy ngay em này các anh chị nha. Đây, xe mới về còn nguyên phần dơ luôn các anh chị, hoàn toàn là chưa có vệ sinh gì hết các anh chị ha. Đây, ốc của nắp cabo keo chỉ cabo nguyên zin, tem mát từ nhà máy vẫn còn ốc máy nè. Đấy, sơn phết đầy đủ ha, mặc dù là xe chưa vệ sinh nè.
còn lá lúng lum luôn, còn bụi nè, nhưng mà ốc ác các anh chị vẫn thấy con sơn phớt đầy đủ ha. Đó, rất là đẹp luôn. Xpander thì thị trường mình nhiều lắm các anh chị, nhưng mà để tìm cho mình những chiếc xe lướt, những chiếc xe cọp như thế này thì rất là ít, nên nếu mà các anh chị nào mình ưng thì nhanh tay chốt sớm nha. Rồi tiên nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa các anh chị nhé. Mitsubishi Xpander số tự động đời 2021, đăng ký lần đầu năm 2022, một chủ sử dụng từ đầu tới nay, lướt nhẹ 10.000. Bên Tuyền đang bán em này với giá là 549 triệu nha. Giá này Tuyền báo thì còn bớt cho các anh chị một tí xíu lọc nữa khi mà đến xem xe trực tiếp. Các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhanh tay alo cho Tuyền qua số điện thoại bên dưới để chốt cọc ngay nha. Còn ở tỉnh xa thì nếu mà thích chiếc này chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được thì xem hết video của Tuyền ngày hôm nay nè, chốt giá, chốt ngày nhận xe, rồi chuyển khoản đặt cọc trước cho bên Tuyền tầm khoảng 10 triệu, 20 triệu để mình giữ cái xe lại, rồi mình hẹn ngày mình lên mình xem xe. Tránh những cái trường hợp các anh chị ở xa lên mà không cọc trước thì bên Tuyền đã bán mất rồi. Lúc đó lại rất là tiếc ha, mất thời gian đi lại của các anh chị, mất chi phí đi lại của các anh chị nè. Còn được nữa thì sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà luôn, cho đó là các anh chị nhà mình yên tâm. Còn về chất xe thì các anh chị khỏi bàn, ở khi bên Tuyền bán xe ra cho các anh chị thì có cam kết, có hợp đồng bằng văn bản rõ ràng, nên là các anh chị nhà mình yên tâm bao tết hãng thoải mái ha. Và 7 chỗ thì hiện tại bên Tuyền cũng còn rất nhiều xe các anh chị, còn Fortuner, còn Sedona, còn Carnival nè, ở giá mềm mềm thì còn Innova. Innova thì tiền còn từ 2017 cho tới 2022 các anh chị nha, có XL7 nữa đó, rất là nhiều xe luôn. Nên các anh chị nhà mình đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ như thế nào, có thể ở lại bên kênh của Tiền, mình lướt xuống bên dưới để mình xem được nhiều video hơn nha. Hoặc alo Tiền thì sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.